X-47B là mẫu máy bay chiến đấu không người lái UCAV có khả năng tàng hình và được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay. Được phát triển bởi công ty Northrop Grumman bắt đầu từ năm 2007 trong khuôn khổ hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ, trị giá 1,4 tỷ USD, nằm trong dự án hệ thống máy bay chiến đấu và trinh sát không người lái của Hải quân Hoa Kỳ. Có thiết kế tương tự như máy bay ném bom tàng hình B-2 nhưng có kích cỡ nhỏ hơn, chỉ tương đương một chiếc máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet. Máy bay không người lái X-47B có chiều dài 11,6 m, sải cánh 19 m, cao 3,1 m, trọng lượng rỗng 6,35 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa 20,2 tấn. Hai cánh của X-47B có khả năng gập lại nhằm hạn chế diện tích trên mặt sàn tàu sân bay. Nó có thể đạt tốc độ bay cận siêu thanh gần 1.100 km/h với trần bay 12.200 m và bán kính hoạt động là 4.000 km. Đây là chiếc máy bay không người lái đầu tiên được thiết kế đặc biệt để cất cánh và hạ cánh xuống tàu sân bay, được sử dụng trên bầu trời ở bất kỳ đâu mà không cần sự cho phép của các quốc gia. Nó có thể dễ dàng trao lượn ngay cả với những động tác khó, bay theo đội hình. Tới việc bay tự do thu thập dữ liệu sâu bên trong không phận đối phương. Tuy nhiên đó mới chỉ là những kỹ năng đơn giản nhất của X-47B. Nó còn có khả năng thả bom, bắn tên lửa, tiếp nhiên liệu trên không, trở thành máy bay cung cấp nhiên liệu hay hạ cánh gọn nhẹ trên các hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ. Đặc biệt khoang chứa vũ khí của X-47B nằm hoàn toàn trong thân, cho phép nó tránh được sự phát hiện của radar đối phương. Mặc dù X-47B không phải là máy bay tàng hình, nhưng được thiết kế dưới dạng máy bay tàng hình cấp thấp. Chiếc X-47B đầu tiên cất cánh từ căn cứ Naval Air Station Patuxent River ở Maryland vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2013, mang tên Shelty Dog 502, đã làm nên lịch sử với hai lần hạ cánh thành công trên tàu USS. Cú hạ cánh thứ 3 trong ngày hôm đó đã buộc phải hủy bỏ bởi hệ thống máy tính của chiếc UAV này đột nhiên gặp trục trặc. Trong lần thử nghiệm hạ cánh cuối cùng, các kỹ sư thuộc Bộ Tư lệnh các hệ thống không quân của Hải quân và Northrop Grumman đã sử dụng chiếc UAV X-47B thứ 2 với tên gọi là Shelty Dog 501. Thế nhưng mọi nỗ lực của nhóm kỹ sư này đã không thể thành công khi máy bay đã gặp phải một số vấn đề nhỏ về thiết bị kiểm tra và phải trở về căn cứ Hải quân Patuxent River ở Maryland trước khi hạ cánh an toàn tại đây. Được biết chiếc UAV X-47B mang tên Shelty Dog 501 đã được sử dụng để thu thập thêm về dữ liệu hạ cánh trên bong vào ngày 15 tháng 7 năm 2013. Không đạt được thành công trong lần hạ cánh thứ tư cũng đồng nghĩa với việc chương trình máy bay chiến đấu không người lái thử nghiệm sẽ không thể hoàn thành mục tiêu ban đầu đã đặt ra là phải hạ cánh thành công ít nhất 3 lần trên tàu sân bay. Kết thúc đợt thử nghiệm, hai chiếc máy bay không người lái X-47B dự kiến sẽ được chuyển về bảo tàng ở thành phố Pensacola, bang Florida để trưng bày. Tuy mới chỉ là một nguyên mẫu thử nghiệm, nhưng X-47B hội tụ đầy đủ các công nghệ mà trong tương lai có thể giúp Hải quân Mỹ xây dựng tổ hợp tấn công, trinh sát tự động đầy triển vọng, đồng thời có khả năng tàng hình vô cùng ấn tượng.